còn sống được bao lâu nữa thì cầu cho chết nữa. Chọc là, thầy ơi. Có già phải cần mẫn đi tu hành chứ chết là siêu thoát lại. Ổng có ước mơ tu hành Phật nào, ước mơ làm sao mà sinh ra thêm đứa con nữa để nói chuyện mà. Ông tính ra thầy ông nội cứ ngay á. Ổng nói cứ Nam Mô sinh con cái cho nhiều. Nhờ các con mà cha đây hưởng tiền nhiều. Liệu các con không lòi ra nữa thì tiền đâu mà để xài. Ước mơ vợ này xong tới vợ khác. Con này đẻ rồi nói tiếp con tiếp theo. Liệu có ai có đủ sức để đẻ? Nhưng mà đây là mình phải tặng đông trùng hà thảo chứ. Đúng rồi. Cúng dường đông trùng hạ thảo cho uống vào cảm thấy hưng phấn mà muốn nhiều. muốn nhiều chưa dài. Thầy nãy thầy chúc thầy ông nội là chúc câu gì thầy? Chúc cho mau được siêu khó. Sống dài lắm, 108 tuổi á. Thì nó tóm gọn ngược lại mình chữ á, mình chùi ẻo chết á thì không chết, còn người cầu sống thì cứ chết. Không tin đi, giờ cha mẹ mình thương thì mua quất hai cái hòm để trước đi nó để hoài không chết. Thầy nói không có giỡn đâu, tâm lý á, thầy nói giờ thương cha mẹ đất rộng á, quất cái hòm trà bá 50 triệu để lúc cuộc cái sợ chết không chết. Cố sống nhà chịu ở sao á, tức đang nằm đó mà tức tôi nó cầu cho tôi chết dùng mình đứng dậy đi luôn. Không tức thiệt chứ, không bực mình tôi chưa tết mình mua cái hòm để trước có như mấy người hòa thượng ở trong chùa giáo hội Phật giáo quận 11 ấy, tại dài nhà mua là mua trước đó. Còn hồi xưa nó mua sẵn cái hòm rồi, mua sẵn làm cái mộ sẵn ngoài sau thấy được cái hòm rồi mua cái hòm sẵn để dưới chừng nào mà hôn chết cái nào bấm nút hòm bay lên, hiểu không? Chuẩn bị hiện đại luôn á. Nào kim tỉnh, nào đá, mà đá qua cương đó nha. Không có đá thường đâu. Rồi, chị Diễm My hả mẹ kiếm thầy không? Diễm My ơi, nó chết biết đời nào đâu kiếm. Con nghe thầy ông nói rồi. Chào cô, Diễm My ơi. Thầy nhớ con quá, Diễm My ơi. Chết ngắt rồi, mất tích luôn rồi. Thầy Phúc nó mất Diễm My rồi. Nếu mà còn sống thì người ta tìm lại được rồi, nhưng mà mất tích. Tại nó phát ngôn cái gì đó chấm tự nó có phát ngôn á. Vậy nó bữa sinh qua chùa này phúc tu rồi nó ta rồi. Tóm gọn thì làm từ thầy, thầy nói đó đắc thầy Củ Chi rộng minh mông. Rồi nếu có tiền ông nội qua mua đi. Qua mua đi thầy làm cái chùa ni cho nó ở. Nhưng mà nó còn sống đâu mà ở. Ông nội thở thi rồi. Phải không? Để gọi điện thoại là hỏi. Hỏi bây giờ làm sao? Sao mà tối ngày xuân sao đi lượn ta chết ta sống kệ người ta vô yên thiệt. Thiệt ăn no rỗng rã rảnh thấy sợ. Vậy với mình cũng tin tức cũng mạnh lắm nha, không biết cái bà gì mà làm hơn còn sống hết bụng. Rồi đó hả, bà làm hơn còn. Hả? Bà làm hơn còn. Không biết. Sao bữa thầy nói giờ mình không biết. Còn mà đi ăn đêm hả? Ừ. Bà làm hơn còn á. Thôi. Bà bữa thầy nói cà ửa mới YouTube quay vậy chứ có đâu ở sống nhăn răng rồi. Con cò nằm ăn cò. Chùa thầy cũng có phước nha, con bướm hồi nãy đậu tới cây mai mà tới bây giờ nó cũng chưa bay nè, hồi nãy mình chụp được cái tấm hình tối ngày bơm bướm với chim chùa thầy bướm lớn vậy nè. Tao nói con cung nào con lấy chà bá nó đậu trên nóc chùa với ở trên cây bồ đề, rồi mấy con chim mà chim én với chim yến nó bay vòng tròn cây bồ đề thầy. Cái bồ đề ở đâu thầy? Mà nó ghét cái á, thầy ra đó, có hồi nó ỉa đầu thầy luôn. Mấy chim này nó dài đó. Cái bồ đề ở đâu thầy? Thầy đi ngang cái lăng nó ỉa trán thầy luôn. Còn có lúc thầy đang quậy đi cà phê nó đập cái bẹp vô, làm đổ cái ly bỏ luôn. Thấy sốc lắm á. Bữa nay thầy muốn không có bán cà phê nữa. Có mà. Có, uống không? Đỡ một cụm sung hơn, uống ở cà phê bất công mê phê luôn. Ai uống cà phê thầy cho ngủ, thầy giờ ẩm vô phòng thầy để đó. Uống cà phê được thưởng gì này? Thưởng gì? Chợ hỏi cả mấy cái người sản xuất cà phê đó. Thầy chỉ mua cà phê thôi.
Mẹ ai rảnh nhà mà có mấy cái miếng vải phải không, quấn cho thầy hai cái này, cái này nó lâu năm nó tơ tả nước nó hư rồi nè, thấy không, quấn vòng tròn này cũng quấn cái thầy để cái chuông cái mỏ lên vậy nè, hiểu không, rảnh không ha, ghé ghé ngang cái tiệm là mua thầy hai miếng rồi. Miếng này chừng 50 rồi, chỗ nào hay lấy cái vải quấn á, hay là mai gì cũng được, mai cái cuốn cái để cái chuông lên vậy nè. Thầy ơi, thầy có chủ mà nó nhỏ tặng gái cho con thầy. Có cái loại mà nít á, nít là cho nó đeo cái gì không, đeo cái kêu bằng cây dâu á, thì mai diệt quỷ ngủ giật mình á. Có không? Có mà tặng cho con chủ nó nhỏ thôi, con gái cũng đeo á. Chuyện nhỏ cho liền, trời tham con cái đeo hết, cái mày làm như vậy. Thầy ơi, thầy con ngủ cũng hay giật mình nữa, thầy tặng con cái. Thôi già thì giật mình thì ngủ có nữa, hay giật mình lắm. Trời ơi, lớn giật mình vô. Con giật mình chắc chồng theo. Chắc chồng. Hai cái này còn hai cái này bên luôn quá thầy ơi. Thôi được chưa? Đây nè, thầy chuẩn bị. Cái này nó tôm thầy dành cho nhà giàu. Thì bán 100.000, người nghèo thầy bán có 5.000 à. À, người nghèo thầy cho luôn. Rồi sao hai cái hai bên đi đem bên. Trời ơi, nó đeo nhiều nó không tốt đâu. Yeah. Máu nó rồi mới rào đậu con gái con phải nói nó lớn nó giỏi nó quen. Từ từ thì được. Kim có người kêu bằng kim năng lượng, có người kim kêu năng lượng. À, kim năng lượng. Kim năng lượng. Ăn thử coi. Ăn chết á. Không chết là đẹp y như tới giả ha. Nhưng mà cái hộp nó đừng hái ăn có được mà trong cũng được. Như sâu chuỗi. Nãy giờ tưởng tới giả. Mua hôm Tết á, giờ kiếm mua không có nữa, nó bán có dịp Tết. Còn cái cây này nè. Đang lại đứng hơn này, bốn người chụp hình cho nghe. Ừ. Thầy chụp hình từng người đi, kỷ niệm đi, nó quay vô nè. Con giờ con chụp với thầy. Chụp lại. Anh ta nói mỗi ngày có một hình ảnh mới đúng không? Đúng rồi. Không, qua 6 bữa nay đẹp ra hoặc năm trước. Rồi. Hùng cái ai hùng vô nó chụp nó mà nói mặt cá vậy thôi rình thôi hùng à. Trong một con đã mà mày ơi, bỏ nhọn má ơi. Chết luôn luôn. Ừ phơi à. Thôi trình, thôi trình quá trời hùng rình. Rồi, rồi. Con cá nó gì. Ba ơn rồi, bốc ơn ba. Hùng gái nha. Nhớ nè. Tiếp cái mở rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Đó, rồi đến đây. Thôi con đón chụp hình đó. Thao chụp. Con tu. Để tu bộ không tu rồi không chưa. Con tụng con chụp cái gì. Tu cũng phải tụng kinh, tu cũng phải gõ mỏ, tu phải phải chụp hình chứ. Con chụp có hai chiếc mi con cái gì vợ con con đi luôn. Không có đâu. Rồi ai chụp lên? Chụp lên. Ai lên chụp hình không? Ta chụp phụ nữ thì chắp tay. Chụp hình kỷ niệm. Không không nha, không nhọt quá. Như nè. Trời sợ tôi hung hay sao? Thôi. Thôi. Thôi là đã bị nhọt chứ. Chứ rồi còn phải chứ. Đâu đi em lúc nhọt quá. Cái lại rồi. Gì mà nè. Trời ơi cái này không ai giờ lay chết luôn. Vậy mà cứ tới rồi. Lại Dương. Thôi con không chụp hình đâu, con đi không nổi, ngồi tổ phần chết. Tao không cái đi không nổi làm như là tao yêu mà mày ốm mà ôm mày đuổi. Biết chụp hình này không gì em? Mở cái rồi chụp hình này ra. Bữa cây tàm sao thầy cắt hết rồi thầy. Gì? Tạm bển sợ cưa hết rồi. Đắt của người ta. Ta tức thầy nữa nè. Nè, ông nói mua mà không cho tiền. Cưa hết. Về trả tiền đi. Chồng lỡ. Một hút có mấy người tà đẹp ha, ông cũng tà ông chư không có gãy xin ông cho ông thằng gãy. Tao hôm năm triệu mình nhà như là khách quý tặng nè, có cái châu vô quay cái coi nó có thời máu nó bộ công an với bộ đội không à. Thì mỗi năm thầy đóng góp cũng 50 triệu, 100 triệu chương trình từ thiện rồi đó. Bây giờ ủng hộ thầy vài chục triệu đi, thầy tặng cho Bồ Tát gì nhà để chương trao. Chính phủ. Lấy le. Nè, tôi làm chực lớn lắm nè. Hôm Tết thầy để ra cho uống bà tuổi bánh cà. 5 triệu lọc mua bộ. 30 triệu. 5 triệu. Tử 5 triệu. Ui chương là sao phải màu quá rồi thầy.
lâu rồi mà. Thầy ơi, thầy chính phủ Việt Nam cũng tặng đồ cho thầy luôn, còn em chỉ là đi tới công an tỉnh Bến Tre cho ông có tập chụp tấm hình thôi à. Còn là thầy nổi tiếng quá trời luôn, quá trời và bằng khen của quá trời đồ đồ tặng của nhà nước luôn kìa. Thì an sinh xã hội và từ thiện thôi chứ thầy có hay ho gì đâu. Giờ ai muốn trao trực tiếp ông nào thì đăng ký đi, thầy sẽ đưa cái lịch. Giờ là chuẩn bị 30 tháng 4 nè. Giờ muốn bằng khen hay là quân chương hay là muốn cái bộ tách thì mình đăng ký trước, đặng ta người nào cũng nhiêu là ta có văn phòng ta làm ra sản phẩm. Như quần áo tu quần áo mà của công an ta có công ty sản xuất của quân đội đàng hoàng. Mình đã bao nhiêu phần người ta sẽ đặt. Thì người có hẹn mình bóp tới rồi bóp. Sáng 1 rồi bóp tới. Đúng rồi, giờ nãy giờ mấy đứa đi kia 4 giờ về mất tiêu rồi đâu thấy được người nào. Nhiều lắm. Ta phải túc trực tới 9 giờ tối mới về. Rồi mời vô đây. Mời vô ngồi chơi ăn hột dưa. Ăn hột dưa ngồi nói chuyện đó, ngồi đó đi hả? Ngồi đây cũng được. Ăn phụ thầy hột dưa để Tết rồi nó lâu, để lâu nó hư. Hột hướng dương, đồng hướng dương. Chùa này có 3 đường vô mà, 3 đường đi vô kia, 3 hướng đường. Đốt nhang không? Vô đốt nhang. Vậy đó tùy tâm chứ Phật tử đến chùa họ không đốt Phật hay đốt thầy. Đốt thầy chứ còn thầy. Vậy à? Ai biết bà hàng bển kìa để chuẩn bị nó không? 50 lít xăng á. 50 lít xăng để cho bà Nguyễn Phương Hằng. Để chia cho bả phải không? À, giờ xăng mắc quá không có tiền. Đúng mua. Xăng này 25 ngàn lít ha. Lên rồi hả? Chứ một lần bao nhiêu? Không, xăng này mắc lắm thầy. 25 ngàn. Một lần có mười mấy phải không? Thầy, bộ công an có tặng cái cuốn lịch của bộ công an cho thầy không? Có. Em muốn chụp tấm hình. 4-5 tấm luôn. Nhưng mà nè, năm nay ngay cái góc tường nè. Ở bên đây nè, 4-5 cái. Có 4-5 tấm. Chùa thầy mà vô đốt nhang. Vô đốt nhang. Vô thầy đưa nhang cho kìa. Cái lịch nó có giá trị lắm nha. Nè nhang đây nè, lấy cái vô đó.